cũng trong chiều nay, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến vào dự thảo nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng chính quyền điện tử chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đều bày tỏ sự đồng tình cao với tiêu đề, kết cấu, nội dung của dự thảo nghị quyết. Theo đó đã chỉ rõ được sự cần thiết, những tồn tại, nguyên nhân cũng như quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, trong đó phấn đấu đến năm 2025 cơ bản hoàn thành xây dựng phát triển nền tảng chính quyền điện tử, từng bước hoàn thành chuyển đổi số đối với những chỉ tiêu cơ bản ở một số lĩnh vực quan trọng trên cả ba trụ cột: chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Đến năm 2030, thực hiện chuyển đổi số đồng bộ toàn diện trên phạm vi toàn tỉnh, góp phần thúc đẩy nền kinh tế của tỉnh phát triển nhanh, bền vững, hình thành và phát triển môi trường số an toàn, tiện ích phục vụ tốt nhu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và nhu cầu đời sống người dân. Một số đại biểu đề nghị bổ sung nội dung xây dựng củng cố nâng cao năng lực cho đội ngũ chuyên trách xử lý ứng phó với các sự cố an toàn an ninh thông tin mạng, tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ công chức về chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, xác định rõ cơ quan chủ trì trong phối hợp, theo dõi, hướng dẫn kiểm tra đôn đốc, thường xuyên theo dõi báo cáo, tăng cường công tác tuyên truyền để người dân tích cực thực hiện trong quá trình triển khai và đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu nói đi đôi với làm, không chạy theo thành tích phát biểu kết luận, đồng chí bí thư tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hà đánh giá dự thảo nghị quyết đã được xây dựng công phu, nội dung cơ bản đáp ứng yêu cầu, đã bám sát các quan điểm chủ trương chỉ đạo, phù hợp với thực tiễn với mục tiêu lộ trình của Trung ương, với nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 22 và chương trình hành động đã ban hành. Đây là nghị quyết đầu tiên trong chín nghị quyết mà ban chấp hành Đảng bộ tỉnh dự kiến ban hành trong nhiệm kỳ 2020-2025 cũng là nội dung mới khó vì vậy để đảm bảo yêu cầu kết nối tính khả thi cao có lộ trình thực hiện rõ ràng đồng chí đề nghị ban thường vụ tiếp tục nghiên cứu góp ý kiến hoàn thiện đề nghị ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu các ý kiến phát biểu xây dựng với quan điểm cô đọng nhưng cũng phải nêu bật được một số nội dung cốt lõi như chuyển đổi số phải lấy nhân dân làm trung tâm nhận thức giữ vai trò quyết định đảm bảo an toàn an ninh mạng là then chốt về xác định mục tiêu cần định vị rõ Ninh Bình ở đâu, cần cung cấp thêm một số thông tin dữ liệu làm căn cứ để nghiên cứu. Về nhiệm vụ giải pháp cần làm rõ hơn một số nội dung liên quan đến điều hành, tập huấn, nâng cao nhận thức kỹ năng, đảm bảo nguồn lực cho chuyển đổi số. Cũng trong chiều nay, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã thảo luận và cho ý kiến vào công tác cán bộ